Thế nào? Nghỉ à? Nghỉ. Chị không thích, ghét. Anh dạy cho em kem anh Thiện. Để em kem dễ thương thôi. Rau này, hộ nhờ chị này không rau nào. Anh kiếm cho em cái đĩa à? Em bảo cho chị này. Xoài gì đấy? Xoài xoài Nhân Hậu. À, như thế nào? Là bên là xoài của bên Nhân Hậu, chứ không phải bên Nhà. Nhân Hậu không phải Nhân Hà. Ớt thật. Xoài Nhân Hậu chín ngọt lắm. Chỉ có bống thích ăn cái loại này. Có khác. Xoài nó mùa là giá. Em có nghiện không? Có nghiện hơn cả cay cay không? Ngày xưa chị thích lắm. Ừ. Ừ, đi học suốt ngày ăn cái đấy. Có tiền là ăn. Nghìn hai nghìn cũng mua. Bây giờ nhìn sợ. Đây là một điều ấy. Ờ. Hoa hồ cứ sẵn với nhau. Cứ sẵn sẵn ăn với nhau là sợ. Mình gọi này. Năm trăm. Chị vẫn nhớ mà. Cái này ngày xưa. Bởi vì cháu chị nó hay ăn ấy. Chị thích thẳng cho nó tiền. Thích ăn. Thế không phải chị có thể ăn hay không nhưng mà nhưng cái này nó làm gia công buồn đi ăn thôi để dép mày đâu mày đi còn chưa mẹ em lấy mấy gọi nó hay ăn em lời anh Phúc à thôi thì đợt này rủ nhau đi dép tôi anh Phúc à không hay chắc là chị dép vào ai dép vào này em. Bảo kiếm chị cái đĩa. Đấy, đấy là chậu. Các bạn thấy cháu à, các cháu thấy bà ngầu không? Cái này có bông canh à? Không. Ừ, có cái... Xoàn nó giòn. Đúng món đấy chị ạ. Nếu mà nó có những cái cào rồi phải bố em gọi ra đây ở ngoài đường hay là